Vâng, xin chào tất cả các bạn, những người đam mê sáo trúc. Thì trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái dòng sản phẩm mà mình đang sản xuất và cung cấp ra thị trường. Thì dưới những video của mình ấy, thì có rất nhiều bạn hỏi là mình mua sáo ở đâu, mua của ai. Thì mình xin giới thiệu luôn là sáo này, tất cả những sản phẩm mà mình sử dụng là sáo Việt ở trong những video thì là do mình tự làm. Còn sáo DG thì mình nhập khẩu bên Trung Quốc về và mình cung cấp cho các bạn, chứ mình không làm được DG. Thì những cái dòng sản phẩm như này ấy, thì mình bán giá rất là bình dân, 180.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc. 180.000 miễn phí vận chuyển toàn quốc. Thì sáo này được làm bằng lứa nam và đạt độ già và độ dày tiêu chuẩn, được mình tuyển chọn để sản xuất ra những cây sáo. Đấy, các bạn có thể xem được độ dày của ống sáo. Và nhìn vào thớ nữa thì chúng ta có thể thấy được cái độ già của cây sáo. Đó. Tất cả những sản phẩm mình bán ra thì đều đảm bảo là chuẩn âm và lên đủ 3 quãng. Bây giờ mình sẽ test âm cho các bạn xem. Thử một cây như này nhé. Cây vừa rồi là si giá, cây này là cây la. Đó, tất cả đều lên đủ 19 nốt cơ bản từ đồ 1 đến son 3. Các bạn thường xuyên theo dõi video của mình thì cũng biết rồi, mình thường xuyên sử dụng cái dòng sáo này. Đặc điểm của nó là màu rất đẹp, đều màu từ đầu đến cuối. Đó, màu rất sáng và đẹp. Còn nứa bắc thì nó có ưu điểm là tiếng sáo sẽ vang hơn, tuy nhiên là màu sẽ xấu. Còn nứa nam thì nó sẽ kém vang hơn một chút, tuy nhiên là khi chúng ta chọn được những cây nứa già, sáo làm bằng nứa già thì nó cũng không kém gì nứa bắc. Đấy là mình có thể khẳng định như vậy. Về hình thức thì đẹp hơn. Đây, các bạn có thể yêu cầu mình trang trí hai đầu sáo bằng dây cước, và có thể trang trí nhiều hơn trên thân sáo này như một cây DG cũng được. Các bạn liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại 0971889836 hoặc liên hệ Facebook thì các bạn có thể được nghe test âm từng cây. Đấy. Ví dụ như là bạn muốn mua một cây si giá hoặc cây làng hạn, bạn có thể nhắn tin cho mình và nói rằng cho mình muốn nghe thử âm thanh của cây sáo mà mình sắp mua. Thì ok, mình sẽ làm ngay một clip để test cho các bạn nghe về cái âm thanh của cây sáo đó ngay lập tức. Bây giờ mình sẽ thử với nhạc beat nhé. Thank you.
đó là cái cao độ của sáo mình vừa test với bit. Sáo thì có đủ các tông từ pha son la si do re si sáng. Các bạn có thể đặt được những cây sáo mà tông thăng rắn nữa, ví dụ pha thăng, son thăng, đô thăng đó. Thì ngoài ra mình còn cung cấp các loại DJ, tiêu, sáo mèo và sáo bầu. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ với mình số điện thoại 0971889836 hoặc link Facebook mình để ở dưới phần mô tả của video đó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Xin chào các bạn.